có đâu chỗ đem ra nướng trước anh đá ra luôn. Rồi thằng Chí đi đâu vậy? Nó ăn mì rồi. Ai mình chăn lưới đây nè. Đó kìa, bên đó một cây đó kìa. Thấy không? Có người chăn lưới nè. Ai vậy xuống thăm luôn đi. Thôi. Ồ, còn cái vàng kìa sao lại? Không có trứng đâu. Ồ, cái vàng ốc lên kìa. Gì đâu có ai vô đìa chăn lưới à? Ác đạn khu ly trường thiệt. Dụ lại chú Sáu, dụ cá lại hả? Ừ. À thì ra mày nói địa này hả? Tóm lại tao tính ở địa chỗ đó chứ. Địa này nè. Có phi bự bự mà, ổn được 3 con bự. Người đẹp. Dạ. Ủa có ông Nghệ còn không cô ba? Hả? Có ông Nghệ á? Dạ biết thôi chứ còn mà. Để đi ra đây bắt, cô anh kia câu cái nhiều hơn nữa kìa. Câu dính. Dính là chơi, câu bước qua gì mà không bước. Đó là câu là thử. Có đó là hồi xưa thôi, bây giờ hết chữ rồi. Biết ông còn không? Hey, tính ra dân chưa dính con nào hết trơn, nhúng lửa trước đó hả? Ừ. Chứ đi. Có mà. Sao còn hay lắm. Sao vậy mà. Đúng rồi, hôm nay em chào cả nhà, bữa nay là có sự đối đầu rất là ghê gớm như con bom bóm, sáu sĩ đối đầu với tấm lầy. Bữa nay ta hạ gục sáu sĩ luôn. Vậy ơi. Đâu rồi, sáu sĩ đâu rồi? Sáu sĩ đang ngồi câu cá. Sáu sĩ đối đầu với tấm lầy. Vậy có đồ tử thôi. Nãy mình lấy chiếc chiếu ra mình chảy được rồi. Ở trong có chiếc chiếu không? Có không? Có. Bây giờ lấy chỗ vô chỗ lấy. Từ từ, ông nội nhúng lửa cái đây cho nó cháy cái. Bây giờ chú Sáu ơi. Bây giờ mình đi có cái miếu kìa, mình vô mình đốt nhang, mình giải vô dính cá nhiều nhiều đi. Dân lưới động hết trơn rồi. Mẹ không có năng. Câu cá phi bập bụng á. Đúng không? Quá nhiều lưới. Chẳng biết nó cuốn chưa. Cuốn rồi rồi, nhiều lưới mà cuốn rồi. Nó gồm. Cái này sao mình không kiếm bài đồng đồng chơi ta? Rộng có cái lóc á. Nhắc. Có con máy á. Có cái mồi giả. Con cua cái nhại. Má này con cua. Con cua. Cái này nè. Đó, cái góc đó. Con gùa có mẹ đâu, chụp xuống cái chụp ơi. Con gùa. Bà ơi. Gùa đâu, không thấy. Ôi, bạn thấy cái lúa đậu rõ ràng nè. Coi chừng nó lặn xuống đó. Không thấy đâu nữa. Má đưa nó cắn. Lấy lùi ghẻ bắt. Trời đủ má, gùa chụp thôi, nó đâu dám cắn đâu sợ. Con này không cắn. Gùa nó thiền khô à. Con gì không cắn. Con gùa trời đánh, đánh nó là khá là nó nhả ra. Nó làm nửa lên rồi, nó gục cái neo đó, là nó đó, thấy không? Đó, thấy cái đầu con mắt có luôn đó. Trời không thấy. Trời, cái đường, chỗ đó. Nó có cục đen bự bự là nó đó. Không, ở dưới, để lấy cây chỉ cho. Thấy rõ luôn rồi. Gì? Con gùa. Đâu? Mày dám chụp không? Vậy, tôi thấy người chết. Tụi bay xuống không cho? Được. Nè, ông Sáu đi ra đi. Nè, ông Sáu chụp không? Nó này nè. Ở đây nè. Ai chụp cái gì giống này? Đánh nó đánh rồi, mày chụp cái dính lại đâu rồi. Đâu. Điện thoại bây giờ nè. Đã có điện thoại bây giờ kìa. Đâu rồi? Đây nè, ngay tại cái cây đó nè. Thấy cái đầu luôn rồi. Mẹ, để dưới mình là mình giặt cái ra mới được. Lậu xuống mới được. Sao mà chụp được? Lậu xuống mới được. Mày chụp đủ má đi luôn đó chứ. Coi chừng đó. Không. Mày thấy nó chưa? Thấy rồi. Sao tao thấy vậy? Nè, ngay cái cây nè. Đủ má, tôi nhìn thấy gùa rõ ràng mà nó không ngăn cặp mắt nhìn đời ghê thiệt. Thái đầu xuống, lậu xuống. Thái gùa không? Thái không? Ờ, trời, gùa bà lớn.
lùi đi. Ta coi. Thấy chưa? À, nhìn ra con cua không trời. Anh nuôi đi. Họ phóng sinh đi. Vậy bắt chi mà làm phóng sinh. đi đem ra nhà. Đem nhà nuôi. Tôi nhìn thấy ông đẩy rồi. Nó nhìn vô thấy cái đầu con cua quá ràng. Cua nướng được không ta? Thôi. Cua nó cái gì ăn muối á chứ gì mà con nó nhỏ quá ăn gì thôi. Sau đó là phóng sinh. Xíu bài. Cái gì? Cái phi. Cái bự hả nhỏ? Xíu mà. Xíu thả mẹ đi. Thả dục cái xa xa mà dục cái đó nó mày dục cái răng chỗ đó là nó báo tin cho mấy con kia là câu hết dính luôn đó. Má cái này. Trời nó cắn nè. Giật nhỏ nó ra cũng được. Nãy không có đốt nhang á. Tao trước khi cầu tao đốt nhang cái đi. Không có cá bẻ me xuống nè. Sao cổ? Trời ơi trời. Nhang gì quá, để xuống nãy rồi gì hết mồi. Ai tao khổ ông vậy rồi. Rồi nhỏ thôi cá nó chạy đó. Cá nó xuống đây kia ra. Dục rồi, dục hồi nó ăn no hết trơn, cái cá nó nghỉ ăn luôn á. Đó, đó, thấy rồi, sao? Sao không có ngàn không? Đẩy xuống ăn này, đẩy xuống ăn. Đó, dính. Mày. Má cái nhỏ gì vậy? Nướng ăn đi. Ăn lại đi, có ăn nữa chân à. Được không? Sao con kia nãy bự chút xíu đó không ăn? Ông tính ông công gì vậy? Wow, đây là thành quả là cả nhà. Đi câu cá phi dính được con cá nâu. Cá nâu ngoài chợ. Trời ơi, câu cá phi nãy giờ dính được con cá nâu. Tưởng cá xong bỏ đi. Họ chó ăn luôn. Nhắm lửa đã rồi, câu không dính con nữa. Má nó bị dắt đeo nữa. Bây giờ có dắt nữa trời. Ở mà đeo tao nó rớt mình chú máu nó rớt trong nhà đó. Ở mà đeo là bị đeo đây hả? Ừ. Má tàn nhẫn vô nhân đạo vậy trời. Tao câu nãy tao đốt nha ăn cái thì tao hết câu được rồi. Làm quy mà làm quy mô dữ vậy ha. Quy ớt, chanh. Câu không chính con nữa. Ê thì nặng chanh vô đi. Con lấy cái lá bột vụ. Ê tao lại tao đi hồi đi ra đây bẻ miếng lá chuối luôn đi. Gì? Câu không có con nữa mà làm nguyên dĩa muối bành tráng vậy. Nó lành, cành đào. Wow. Con một bốn người ăn luôn. Sao vậy? Rồi sáu sĩ đâu? Kia đây, kia đây, tấm lại. Thiệu ơi. Sao vậy? Chậu cho Thiệu ơi. Đi nào. Hết mọi ngoại trời. Hết hàng. Trời. Chậu chết rồi. Cái gì? Có con cá mà. Con nó ra.
sao đúng mồi nhậu. Ủa tao nói hả, người ta chưa câu dính gì hết trơn, đặt nhóm lửa đồ làm quy mô hoành tráng dữ lắm, dính con nữa, làm nước chấm luôn hả, làm nước chấm một dĩa luôn, dính mẹ gì đâu. Dạ, kia nẻ, lòn má, nẻ không chết đi trời. Mẹ. Ê, mày có cúng tôn sáo nghe chưa? Thầy đã vô cúng chưa? Kêu không phải. Sao rồi? Sao chị? Sao chị? Tôi nhậu hết rượu rồi, đừng cho tôi đi mua nghe. Uống mua uống ở đâu mà tôi không biết gì đó. Nào, nó... Ngâm đại tôi sao ơi? Anh Đại này chút có cái xấu cái lỗi thì bắt đưa bán luôn. Anh Đại mà cái hồi nó chiếc con bao A đó, bán cái đìa này hay là không có à? Mày đã tính về nước rồi, cay nước trước. Súng rồi lên đó. Dưới này giặt cái muốn lên. Thầy tính nhân bà ẩm rồi đó, đã sao xảy là tính rồi đó. Tới có sẵn cái chổng luôn đó. Bà không có ông nội ở Cần Thơ kêu bạn nội ở Cần Thơ kêu mời quên trời, quên tên là trời. Kêu mời uống ly rồi quên này. Trời là cái mời bạn ở là Cần Thơ. Đón chào cả nhà. Hôm nay tụi em đi Bình Dương, tụi em bán nước tương hết luôn. Đâu vậy trời? Con này quen. Tại vì sao sĩ ngày nào cũng lít rưỡi hay lít đi gửi lít. Nhà không có lộn hả? Thôi mày, tá mua thuyết mẹ cho người tá mua. Kiếm vô thầy. Sao sĩ ơi! Ngâm đại câu đi, con không có dính đâu. Nãy có cái miếu thờ ở đây nè. Tao trước khi cầu tao đốt nhang cái đi. Rồi lỡ không có con cái nào này rồi làm sao trời? Nó thì anh là bóng giỡn. Miền Tây rồi là bóng giỡn. Chứ ai mày cầm cây mày học mấy trái me xuống nướng ăn chứ. Ồ me dốt hết trơn mày ơi. Ăn cái giác không? Ăn cái giác ăn gì? Dính. Cái gì? Để đi, tôi đem vô cho. Đem vô cho. Bật lửa thì chưa? Có lửa rồi nè. Rồi, giỡn giùm tôi đây. Đó, hôm nay cầu vô chính là mẹ nó lửa cá rồi, thấy bệnh quá, thấy ghét quá. Thôi kệ nè. Giỡn giùm cái ơi. Đưa một cút rượu luôn rồi. Cả nhà thấy cá bự hay ghê luôn không? Bự hết chứ nó là chảy. Sủ. Mình thì mình liệu cái nhà. Sorry. Rồi đã đi, để tôi đem mồi vô cho nó đây. Không nhảy đâu, nó yếu xìu à. Cái đi học về. Cũng được, cốc ngủ cũng đỡ. Được 2 ly chứ mày, phải không? Một mặt 1 ly. Mặt bên đây 1 ly, mặt bên kia 1 ly, thật 2 ly. Sao cái nào nào không ngon ta? Làm như cũ phải không? Bởi tôi lạnh. Hồi nãy có xả đông không? Không. Trời đủ xí. Để gì đem mới nướng thì tự tưởng như mình xả luôn hả? Tào lao thiệt chứ. Thời gian đợi xả đông. Thời gian không ngon chứ. Lẩm cà phê này nè. Gùa đó chắc là mình phải đi ra sông phóng sinh đó ta. Mà ở đây sông ở Bạc Liêu này dơ chứ lắm. Xuống chứ chết. Chở nó ngoài biển á. Cái gùa đó bữa nó sống nước mặn cái gì? Cái này nước ngọt mà. Thì ta nghĩ lại cái chùa hôm bữa mà đúng rồi đó. Đúng rồi, chùa Tỉnh Xá Ngọc Liên á, qua bển thả nó vô.
Tại tao là không ai bắt hết trơn á. Tao đã có sự nãy bắt rồi là tao có sự tính toán rồi luôn rồi đó. Ai bắt tôi bắt chứ bộ. Nhưng mà bắt lên là tao biết là phóng sinh là phóng ở chỗ nào, tao tính trong đầu tao rồi nữa. Qua đó phóng là ok đó. Bên đó là không ông cái ai mà bắt lên chứ. Nó sống nó muôn đời nó luôn, sau này á nó nó mà lớn lên nó nhớ ơn tụi mình. Ê, rồi đó còn đặt con cái bắt thêm con nữa chứ, lỡ nó ở mình lên nó cô đơn rồi sao? Thì đi nay ra mình là mình ginh, mình bắt nó. Giang bụng mình là ngủ ngoài này nè. Cái đó con đực con cái trời sao mình biết được ta? Thì nó lúc nào nó có hai con nha, con đực là ở gần con cái. Thì con cái ở kế bên con đực đó. Thì hai con nó là như vậy thôi. Ừ, sao mày có ở gần con cái nào đâu? Người ta khác. Động vật là khác, sinh vật là khác. Sáu xị nữa, sáu xị nữa. Xị ơi. Sáu xị ơi. Uống hết rồi, chút đựng trách rồi nha. Lỡ kiếm tôi là nó không được à. Người ta có mồi trong lặng hồi nãy trong hốc kia thì thấy được rùa hay rồi trời. Rồi nhìn cái lưng như, như khúc cây vậy thấy không? Nhìn nó có biết đâu. À luôn rồi đấy, ta thấy. Ta nhìn nó không thấy luôn. Ờ không ai thấy chứ, nó không rùa mà không ai thấy được cái chân trời. Rồi nhìn thấy cái một nó có đầu rùa rõ ràng luôn. Thấy rồi con mắt nó thì người ta biết rùa rồi, cái thấy nó. Mất cho mạnh chứ. Cho đứt cái nhợ á. Nhìn này là cá gì vậy? Mà không sao. Cái chắc bờ hổm giăng lưới bị quậy rồi. Tao đâu có văng đâu. Không ai văng. Nó mới văng hồi bữa nay ngày qua nhìn. Bữa tao về còn không có cầm cây nữa mà. Có văng mai ngày 21 qua bên bên kia vác cái thùng đi bảnh. Trời ơi hơn mày ơi. Vác cái thùng là cái gì, vác cái thùng chà bá là không dính con nào nữa, mất công ăn nhục nữa. Ở bển văng bở mới văng cái chút xíu rồi được là đâu 6 con đó, 6 con là 7 con vậy nè. Sao mấy con đó. Cái bên kia kìa, bên kia là bên kia là tới 3 4 ao. Cá mỗi cá nó gấp đôi cái này hết. Rộng lắm, rau muống rồi nữa. Phẩm mới đi ăn hết. Cái lấy cái chạy lên mà quên. Người ta chạy phone luôn. Nhà có chạy. Ơi. Dính con đó hả? Nhà có chạy chứ. Đâu? Quên. Kỳ với trời. Trời lớn lớn nó khoảng thời gian người ta công hơn vậy. 60 con vậy. Nó gì sao ra thằng thằng ai nói cá bự bự không? Có là sao xị câu được mấy con cá bự bự, bự cỡ 5 ngón tay, 4 5 ngón tay á. Có sao xị vẫn mới được, công mới được. Tiếu. Vậy thì mà móc bay bại vô mắt học mắt chó luôn đó. Xin vào bên đây. Đây nó ngoài luôn ơi. Hỏi nướng nè. Nó nhảy. Nhận hết cái thang mẹ. Mô gì đó Phật. Cá ơi bà chết mà phù hộ cho nó câu chín cá bự bự chút xíu cá ơi. Tủ rồi. Sao vậy á? Cá ơi phù hộ cá ơi. Chết đi rồi phù hộ linh thiêng cho nó hả? Câu chín được cá bự bự hơn. Mày chết rồi phải lo nó chết theo mới đúng chứ. Con này còn nước vậy trời. Kính không quá ta. Bảy gà ở đây nè. Cắp gà của người ta hả? Nội. À, cắp, nhà này bán, bỏ đi. Có con một đó thì là ổng đâu có bắt đâu. Bỏ luôn. Nhà đâu ai ở đâu. Cắp làm gì trời. Nghĩ sao sống như cắp. Nó con biết thẹn với lòng quá trời. Ừ. Nói câu không có thẹn cái lòng luôn đó ta. Sao vậy nó không? Đóng cấp. Gà gừng mà. Gà gừng. À mà ta ý bỏ cái chuyện gà kìa nó đó giờ không ăn cắp kìa. Sao? Mày đâu có ăn cắp đâu. Sao không? Gà gừng. Dính đây kìa, dính đây kìa. Gà gừng là 7. Đâu? Nó thảy ơi sao vậy? Hãy sao thảy? Thảy xuống rồi, thảy xuống rồi. Trời ơi, thảy xuống chi vậy trời? Thảy luôn. Nó lấy lại đi. Với nó nhiêu đem lên nhiêu luôn. Ủa thang con gùa đó đâu. Sao chị ơi. Mày chở qua tỉnh Sáng Ngọc Liên mày thả đi Như. Thôi bữa nào đi đi. Bữa nào mai mai đi á. Là cánh rảnh đi. Đi bản
nhà phóng sinh nữa. Muốn mì cho cá ăn nữa. Rảnh tiền mà dư thì mua đi. Chứ cái con ngồi này mình vô tình mình bắt được quan giả thì mình có quyền phóng sinh. Ủa lỡ đi thì đi luôn mua có sao đâu. Bánh mì ba hổ 5 ngàn, 5 ngàn ăn cũng hết rồi. Cá ăn là bánh mì hả? Sao vậy, người ta mua thức ăn cho nó ăn đi. Mua ký thức ăn coi như ký thức ăn nó có là khoảng có 10 ngàn nha. Cá ông cứ ngắt rồi nó không chịu xả đông nữa. Đây lẻ nữa luôn. Lẻ lẻ lên trên thủ rồi đấy không kịp. Vậy mà không kẹp với anh là xá xị. Xá xị ơi. Xá xị ơi. Má con biết là mày là chị quẹ mà không có gì. Xá xị ơi. Xá ơi, uống hết rượu rồi xá xị ơi. Ngâm đại đi. Uống hết rồi mua. Xá ơi. Ai mua đâu có tiền luôn. Đâu có cầu rồi, đi cầu đó đâu. Đi quăng xá xá, còn có một mọi giỏ. Tát nguyên vuông thì được 12 con cá lóc, không được 13 con. Con nào mấy bằng tay lớn lắm lên, từng nửa ký rồi là đổ lên không. Rồi là cá cầu đợt trước tát. Tao thấy con cá phi nhỏ nó còn ông chín nữa nè. À, nếu kệ từ từ nó chín nha, mày thấy cái da nó tiên cái da nó không có. Biết rồi, nãy nhưng mà tao mới bung ra rồi, tao mới là dở ra rồi đó. Chút nhúm thêm nữa, củi đây củi thiên nhiên. Cái này quả đi. Ông mình vẽ quýnh mày nổ ghẻ luôn. Chiều tối rồi nè trời, câu rồi, thả mẹ tôi cá ba con cá rồi nè. Sao ơi, chút rồi tôi ông đi đi cái lặn đường gì quên đây. Quên này. Đường hổng rồi, qua hổng rồi tính đi bò đánh về quên này, đường gì. Quần da. À. Nên đi tôi ngủ quên nó chỉnh mẹ. Nhớ kia. Tám tám tích. Làm gì? Cắt đi chạy đi. Ôi. Sao sậy là bị công an bắt, hay làm như ông cú lộn ra đâu mà bị công an bắt, đi đâu đó bị công an chọt không biết đợi, không đi, chút nữa mới đi, thì chú về vòng kiếm cầm chí, đem cầm chí đó nè, chí với Nguyễn, với con nhỏ mà làm bánh xèo ăn mặc ở đó, nhậu xới xới ngoài kia. Ê bữa đó bạn con chí bị. Ê, dưới này dưới con chí rồi, trời má. Phải hả? Cá bự nó không chín nó nướng tới đâm bà kiếm luôn. Mới chín. Cá bà cũng có ta cá nó không chín nữa. Lấy mẹ gốc trời. Cá bự không ơi. Nói rồi quần câu luôn. Thì, có cá bự ở đây ổm câu với mấy con. Mày kéo dây với mà đứng tới câu. Ổm câu với con cá rô. Bà ông tay bự. Coi tao con rùa nãy ăn đó, con rùa mẹ ăn đó. Tổng là cái kiếm gì ra ăn coi như coi có còn gì mốt ra miếng ăn ơi nó ăn mồi giống như mồi ngó vậy đó ăn không được cái gì nó thấp làm sao rồi sao là sao giờ dưa sao tối mới coi bỏ dép rồi ra ngoài cái là cho đẹp cái ung cái đi đi đạp vô chút ai ngồi đúng không. Nhà mình tính của chị là bạn gái chào tôi rồi bọn lớn tôi mới làm nó nhỏ tôi không làm đâu đủ má cái gì chị trời gì vậy gì vậy một mẹ của nó đó. Má này lớn lớn rồi cá bự má câu nè cục con nhỏ xíu xíu nó còn không chín là dục vô hoài bỏ đi thôi giờ nướng đi một con ê lấy đũa dặn lại là nó còn là cái cục mồi nó ở trong luôn cục mẹ nó con ngồi đó thấy rồi đi vừa ăn cá vừa ăn tép luôn đúng không nhậu như con cắt người ta uống một xíu rồi chị ai chạy dạ tôi kêu về đây đợi chút mai chở ông về á vậy chứ sao sợ ngồi sao rồi tôi lụm thì tôi có lỗi đó thôi mà tám ơi. Tướng đào, tướng ổng, cái đầu này bắt ai? Ôi, ổng nhắc à.
chiều cao là ngang giống đó, cao giống ngang ngang 9-10 đó. Bây giờ đâu mày cá nè, thằng nào cao á thì thằng nào thấp á đủ má thua một triệu nhậu thùng bia. Ok đứng lên nè, tôi không mang dép nè. Đứng lên, lấy dép mày nhìn nè, tao không mang dép. Ê tao không mang dép, tao ngồi sao nhìn được. Khỏi khỏi nhóm, khỏi trường gì đâu. Mình nhóm vậy nè, là cái giò nó sát này, cái tổ cũng nè, cái giò nó sát ra nè, hai bạn nè. Bình thường đây mày giờ mới dai thôi, không có dai là cái đầu nè, cái đầu giờ mới dai thôi, cái đầu nè giờ mới dai thôi. Ai cao này nhìn kỹ. Chứ ơi, cái sao đứng thẳng hẳn lên, thẳng đầu lên nè, con nè dân nó thuốc tao luôn. Ngang không vậy ta, nghe đâu nghe. Lột dép kìa. Bây giờ tao mày cá nè. Bên đó là cao hơn bên tôi nè. Tao mày cá nè. Bây giờ lấy cái thứ hộp ra nè, đồ chính xác nhất. Ôi, đồ má, đồ đóng rồi ngoài tạo với ông nội. Con cặc. Tao đo mày cũng đo vậy. Thôi. Tao đóng hai cái. Thôi. Đồ đóng ngoài tạo vậy. Thôi qua đi. Thôi đi. Trời gồ máu luôn trời. Có ai khùng mà đi đo lấy thước là có đo chiều cao mình không? Không, có được. Có được, biết sao không? Vậy nè, mày đo bằng cách là mày lấy cái đầu mày á. Vậy nè, đo vô tường. Đo vô tường, cứ lấy thước đo lại. Chứ còn lấy thước hộp mới đo. Không có đo trực tiếp hiểu không? Đo gạt á, đo mà mấy gạt á, đo là kìa, lấy thước rồi, đúng rồi đó, đứng vô tường rồi đứng ngay chân vị trí đó luôn là công bằng nhất. Đó. Nè, có thằng nhớ làm dưới nè. Bây giờ đứng như chứ không nè. Đứng ở tường đo. Mày đo vô. Mày đo ổng đi, đắp lại. Thôi tao đo ổng nữa, tao gian ổng sao. Không, tao nhìn mà. Không. Ổng lấy cái mắt ổng mà. Kiếm gì gạt ngay cái mới được. Nè. Đó, bây giờ gạt cả tường đi, lấy cục gạch rẻ luôn. Lấy cục gạch rẻ. Miếng miễn nè, nhưng mà không lụm nè. Tao hên mà. Nhưng không lụm á. Kìa đi, miếng gạch kìa. Nè, không có. Nè, miếng nào gì. Dạ. Miếng nào cũng được. Nè. Gạt nè nghe. Đúng không? Rồi mày vô. Ê, đây nè. Nè, mày đứng như vậy chăng gì chứ? Đây, ông đứng chỗ nào tôi đứng chỗ đó. Đứng gì á? Nè. Đó. Bình thường. Ông cao tôi không? Mày khỏi nhóm. Nhóm vậy? Nè, ông nhìn nhẫn tôi là tôi nhóm không? Nè. Nè, là tôi nhóm không? Đó, đứng thẳng không? Mày giỡn tao cái gì? Tao có đâu. Hả? Đủ quá, không đo thuốc luôn rồi. Đo gạt không đo thuốc. Gạt thôi. Thôi, đo gạt nè. Vô ơi, kiếm thằng bia uống đi chị. Nghe nè. Sợ cũng cạt. Hồi mày chết rồi. Đứng bình thường nè. Nè, thấy nhóm không? Không nhóm. Thế hồi mày chết là mày chết rồi. Nè. Đủ quá, khổ cũng cạt được. Thử rồi. Nè, không nhóm này nghe, nhận rồi ai. Làm thiệt còn chưa có thấy gì nữa. Ủa, thấp mà không có ta. Hồi dễ thấp, tay nó lệch. Nè, chính con nữa nè. Ôi, đừng chụp coi. Chụp coi, bỏ đi. Rồi. Bỏ lên đây. Dạ dết, con cặc gì mày dạ dết. Tao mới mấy cháu. Tao mấy cháu, mày nhiêu. Ai, ngang con cặc. Tôi không ngang. Ngang. Đủ má, tao đứng mày gạch tao thấp xuống dưới. Thấy là tôi cũng làm một cái sáu vậy. Là đo mấy dạc rồi, tôi cũng làm. Cái này chiên gọi, này sao không được. Hâm lên cho nóng mới được chứ. Mà không hâm đây ai ăn? Mà để lạnh ngắt ăn chứ vợ miệng hả bà. Thì hâm bằng cách nào? Thì xào lại á. Bỏ vô đổ miếng dầu vô xào lại rồi. Dạ, là căn ký nè. Dạ. Còn nó không cao tôi phải không? Thì tôi không căn ký. Căn đâu căn? Vậy thì đi kiếm. Chứ tự nhiên đâu có. Đúng không? Bỏ cái đó là hâm luôn đi, không hâm được bỏ đi. Cái này chiên rồi. Chiên rồi thì mới chiên. Để nó nè, để vô cái lặn lá chuối nè. Rồi ra đâu rồi Như? Đi mua dế ăn à? Mua dế à? Mua thức ăn rồi. Nè ăn chấm đi. Ăn đậu cơm à? Ta đi mua. Ăn như trên này không ngán chưa? Chị không kia. Lâu quá. Chưa đó ông nội. Cái ly quay cái vú rồi đủ ăn má. Lâu quá. Lưng mà lên nó lưng xuống. Không có đầy, lưng có chịu. Lưng mà không chịu ha. Tao có rượu để, tao có gì vừa ha. Ê, chịu thêm mày ơi.
đợi chuột đâu ra. Cắm câu hả? Ờ. Cắm câu bắt nhái á. Nhái đâu có. Tôi bắt cái mấy gì á. Bây giờ ông gan ha, nhà tôi ông chơi nè. Đi vậy. Ngày mai kiếm là khúc sắt nặng thiệt nặng. Chia ra. Không có cột vô cái giò ông giò tôi. Phóng xuống cái đè này. Con cắt lấy lửa than nè nè, kẹp vô giò bẻ. Chơi 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 chơi. Chơi đó. Lấy lửa than nè. Nè nè. Bụng má. Đâu quần ra, đâu quần ra đi. Đâu quần ra, ông khen đừng có khúc à. Đâu cao đâu. À, à. Nghe nói chơi thì chơi là bóp đồ nôn không à. Thôi bóp đồ nôn nó mới chơi. Rồi ông bỏ vô giò ông đi. Đi không? Ông bỏ vô giò ông đi. Ông bỏ vô ông trước đi. Sợ bỏ vô tôi sao? Sợ vậy? Sợ vậy? Trời ơi, Tám ơi mày. Tám ơi. Đó, trời ơi, mày lấy cũng sắt bự đó. Phải sao bại chậm tôi thấy à. Cà. Mày khỏi khè ra đâu. Hành lại sắc u trong á. Hỏi à, cột người cái giò vô. Giò quá, 1, 2, 3, đủ quá, dùng xuống à. Mạnh thằng nào lộn không được, thằng nó chết à. Chạy ông đó. Thôi chạy ông đó. Chạy ông đâu chơi đó. Chơi gì mấy gan đó. Chơi gì. Ai dám trao. Đó người thì không nhớ. Còn tiền điện cho đẹp quá. Chưa hồi về mua với. Rồi cái điện. Không. Điện đi. Điện cho tao nói chuyện nha. Khè ai vậy? Khè gì? Hả? Ai khè không? Ừ. Nhậu như con cặc người ta uống bia nãy trời. Ủa sao vậy là tốn ngủ phà bà. Nghe tốn ngủ với ông tốn ông nhiều ông nó già ông nản con cá tốn ngoài tốn phà bà tốn vậy. Đúng không? Thôi mà ông cháu luôn, biết ông hết trơn rồi ông cháu luôn. Thịt không đi trời, còn thịt không đi ta. Mà gà công nghiệp cái gì nữa. Đâu, mua vào cái kìa. Đằng này đi. Ờ. Dịch đó. Đậu thì gà. Đậu gà. Cái này dịch nè, cái này dịch nè. Đậu gà. Ủa sao không mua máy à. Nhanh này xe. Mẹ có nhà không Như? Đây. Đâu có xài chỗ này đâu. Xài chỗ kia kìa. Số 09 47 09 47 88 77 42 42 là không xài. Cái này không xài, xài số nào nữa. Kêu bà cổng điện đi. Ủa cái càng con cua này cua đá vậy cua cấm vậy cua đá vậy hả cua đá hồi nào chưa ăn ba học dịch này tao thấy quen quen cái không nhận thấy quen quá này nhớ hầm nóng bỏ được nó nóng má mở bên chỗ hổm giờ vuột hai con hổm tao vuột một con đứt lưỡi chí nãy giật cái độ má nó không lên mà lên đi bà cũ anh là dính trà vậy đúng không đứt lưỡi dạ ơi con mắt trà đứt lưỡi cái gì đó cá sảy đúng rồi cá bự chứ đủ má nói mày nói cãi đi cắm câu tần đi giăng lưới nè ở trong đồng ruộng á cắm câu lại thấy sảy là trộn cá bự hết đốn trộn cá bự trời quá lớn cả lắm giăng lưới vậy đó giỡn cái sảy trời trộn cá phi bự hết chứ nó là cãi vậy nữa còn cá dính thì cá nhỏ cái lớn nha. Cá bự thì bởi tại xè không có cái sảy là vậy cái cá sảy thì nó bự nó dễ cá sảy đúng là ăn bự ăn luôn nhưng ở trời nằm hoàn cảnh dẫn lưới cắm câu không đâu hơn tôi đâu nuôi đó cắm câu ở trong lúa á đối với anh tôi thằng là 100 cân 12 tuổi rồi chơi rồi đó câu kìa anh em là quả cắm rồi nãy chú gãy cắm bên kia dắt đâu bên kia đâu dắt đâu bên kia dắt đi tụi lum không có dắt là ở trong cỏ thôi thì lội xuống nước thì đâu có dắt được đúng không lội xuống nước có cá có cua có rùa nhưng mà bắt dính không lội xuống bắt dính không rồi tao mày đi gian lưới nè có dạ tao kìa tôi làm tôi là chạy ông trước sao tôi đâu chạy ông cái gì đâu phi cắt rồi kìa gian lưới nè bây giờ đem gian nè bây giờ tôi ông chút nè đem bây giờ gian lưới tôi ông lội nè từ đây nè lội đua chơi 1, 2, 3 phóng xuống từ đây qua ai là nắm được nắm cỏ bển là người đó ăn nhưng chơi. Mà ăn cái gì chế gì kìa 20 cái thùng đó chơi với ông luôn
đúng chưa? Bụ má mà thấy xương hộp đo mà không không dám đo mà sợ chết đi. À, tôi không có rảnh đâu đo vô xương hộp đâu. Đo cái. Ờ thì ông rảnh không đo đi. Rảnh về. Em rảnh không đo đi. Đủ má đứng thắt tao rồi mà nói. Thì rảnh thì đo đi. Con vàng này chắc cái 5 phần rồi đó. Ăn hút cả. Đâu? Dặn mấy sáu á. Vậy chứ đừng mấy sáu. Đúng rồi. Thầy dặn mấy sáu. Ờ tôi không đo, tôi đo thuốc rồi, tôi không đo. Đừng mày sao đây. Chết mày còn mau chết nữa. Trẻ đó. Tôi còn trẻ. Chứ ly chứ phải cái buồn què đâu mày cầm què. Mới vô trộn hụ thấy bà cứu mày. Ba cái gạch lót ra trộn rồi uống được bao nhiêu. Nhiêu hồ dầu quá. Hồ tôi không sợ nữa. Mất mớ gì tôi mới sợ hồ rồi đó. Nói với tôi là chuyện bình thường. Chuyện mini. Chuyện nhỏ à? Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ như thỏ hả? Có những lúc chuyện chuyện nhỏ. Mình coi như là con thỏ. Mà không không ngờ nó nhỏ thiệt. Ô chứ dê, ai không dê thì tôi dê. Rất rất rộng. Cá bụng công vậy? Gì? Câu sao vụ gì vậy? Nắm vô. Rồi cái đầu quân tôi nữa không? Đồng cốc kỳ. Mày mới kỳ à. Kiếm hoài ra. Kiếm hoài đúng. Nhậu kiếm hoài. Chứ ngày mai mốt là ông ngủ tôi đi nhậu gà chở ông đi nhậu giống. Dạ. Yeah. Không đi chơi mà. Vì sao? Nãy không ngủ về lâu. Chưa. À, ông xin đi về, ông từ đây mẫu là bậu là tới đó vậy. Mấy mấy lần chứ mà bậu qua bảnh ngủ. Chứ thiệt. Hả? À, con có lóc kìa. Ừ, cô mua gì vậy à? Cho mùa. Lấy cái dùng cái muốn câu rồi á. Chúng đâu có đạo kìa. Vậy đứa đợt con mẹ nó gãy giật gãy cái đột luôn rồi. Để cổ nghe tấm. Dạ. Đây. Bên kia gãy cá mà. Hay dỗ nha. Để tấm cho mẹ ơi. Tấm đầu cho. Đụng má con giục. Ai câu giục? Tấm vô con giục à. Ba ơi. Nhút mày hay câu đi rồi biến câu quá. Mày hay gì mày hay như tao vậy. Đau quá. Bụng què tao không biết. Ông biết bụng què là cái bụng què không? Bụng què bụng mồm á. Bụng ống như bụng què. Ông thấm bóng cao mới gọi là bụng què. Bây giờ nó uống bán nói chuyện mệt quá. Một ống là gọi là cái bụng cục. Thôi nói bụng cục nó cũng bên. Ông thấm bóng cao mới gọi là què. Chú ơi. Nó giật sức này ra mẹ nè. Đuôi đây giật dính cá giật ruột nè. Không có đồ bám. Không có đậu là bám không? Hay là đậu mình là ma sát? Đây nước tôi tui tới ai nữa. Ê nó mượn tươi là quà. Ra đây mà xem. Gọi cái câu kia rồi. Nó cắm ngoài kìa. Ai nó đem vô rồi. Rồi không dính vô rồi, cá nhỏ nhỏ không à. Trời con cáo có bự bự không? Mày đi xui á. Mày hỏi không, mày hỏi đây. Mày đến kia tao đo mày cao được làm một cái tay. Nè, xích lỗ anh kia, anh ngồi với anh Tám kìa. Đồ hơn lộn, mày sợ thì chết. Anh ngồi xích bên kia đi. Đồ như xấu xị. Ngồi ngồi gần mới đúng. Ừ. Đồ uống má ngồi nè. Nè. Một cái nữa coi. Làm lại một cái nữa coi. Một cái nữa nè. Lạnh thêm cái nữa coi. Lạnh cái đi gian như nè. Hai cái. Ba cái không làm thêm cánh là ba đó. Ông mới làm có hai à. Chứ làm thêm cánh không à. Sợ chết. Đủ má cầm cái hộp rồi thì sợ chết. Trời ơi trời. Tôi đẹp trai. Thôi mày chết rồi mày chết rồi. Tối nay mày ngủ mày trúng gió mày chết rồi. Không tôi chào nhậu rồi đó. Có Như nè. Nghe có gan hả? Đếm xuống vòng 3 tiếng. Ờ. Ừ. Ai bây giờ? Ông đi đâu không gặp đi tùm lum tùm la. Đếm 1, 2. Ta đâu đếm thứ ba đâu. Ảo la không đi. Chút mà đi đái đi tùm lum mà đi vòng thua tao. Tiếng thứ ba tao đếm đâu. Đếm vòng trong vòng 3 tiếng. Dạ đi đâu ráng thua tao. Dạ nè. Tao đố mày. Tao chơi tao làm trò nhậu luôn mày. Bây giờ tao đố mày.
mày nói sáng đi thành phố chiều về bao nhiêu, mày nói trong vòng 5 tiếng liền liền tiếp á. À, bây giờ thôi, là thôi mày. Một hai ba bốn, bốn ba hai một, một hai ba bốn. Không làm ông chọt hay. Sài Gòn cái gì này? Nếu ông đúng lộng luôn tôi đó. Nghe cay không? Sài Gòn sáng đi chiều về á. Ừ, nói liên tiếp số 4 cái ông chửi khùng. Nó đi xét đi thành phố chị về. Trời tao mình đứng đẹp ở trời mình nó đủ 5 tiếng rồi. Mày giúp cái mà đủ má mày chết tao. Đâu mày? Xét đi phố gì về ba đi, xét đi phố gì về ba đi 5 tiếng. Vậy tôi hỏi ông tại Sài Gòn đây là thành phố là bao nhiêu cái số nè, biết không? Đây. Ông làm gì không biết? Đây. Ờ thì không biết mấy. Từ Sài Gòn đi thành phố bao nhiêu cây? Về. Từ Sài Gòn đi thành phố bao nhiêu cây? Mày gà bây giờ mày nói sáng đi thành phố gì về ba liêu. Ông nói biết thành phố tôi gần 5 tiếng. Từ Sài Gòn đi thành phố là bao nhiêu cây số? Không biết không? Bao nhiêu cho mấy à? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Từ Sài Gòn đi thành phố bao nhiêu cây? Ông làm vẫn biết được. Cho ông đó là trên lạch 50 cây luôn đó. Ông đó chẳng có ông là bao nhiêu? 100 mấy hả? Thôi nói chuyện mấy khùng không đó. Rồi khùng đi tụ má. Bên này có dụng cho mấy nè. Mở ba mấy cây à ông nội ơi. Mày tin cái càng nó kẹp mày không? Từ Sài Gòn đi phố ba mấy cây số à. Đâu mà tới 100 mấy. Ba mấy cây à. Không có vậy. Cái càng kẹp là kìa. Cái càng này khớp nha kẹp. Kẹp nó kẹp được á. Làm mày được. Không được. Kẹp được. Bảy bả tầm 340. Cúng mày không cúng mày. Quên quên. Dùng thức hồng cắt đảng, dùng thức chất đẻo về nhậu với tao nè. Trời trời ông nói gì vậy, ông nói gì vậy? À, được cúng, ông cúng gì là sao? Mày. Ông ở đây có mặt ở đây, ông đóng phước mặt mày đó. Ông cúng gì là sao anh Tứ? Trời á. Đồ mấy khùng chết nó lầm. Ông cúng cái thường mày hả? Ờ, tiền theo chỗ mày. Mày phải tính kỹ càng tiền theo nơi theo chỗ mày cúng. Hồi chơi mấy em quen ngọt như vậy. Sao bỏ hình tiết cho mày tên mày mới nói. Hiểu không? Tôi nói tôi không hiểu, tôi quay lại không? Thằng hai em về mang qua chở thằng Dương tao nhậu xứ xứ vậy. Trời trời thằng Dương thằng xịt được rồi. Sẽ bắt lịch mười con bằng đồ cái nè trời. Bắt đầu là lụng á. Một cái thứ nhất về là nấu thằng lụng ba mày hứa là hứa dỗm thi quỳ quỳ. Tôi đi ông chết rồi sáng là ông thuốc cá rồi. Là tôi chạy đi luôn. Nó nói về đem cá lên. Nó nói về tắt vuông. Hôm qua tắt vuông tôi nói không. Hôm qua là bán cá, tôi đi bán cá lóc. Là bao nhiêu là tôi lấy hết. Về ông bà chữ xứ này của ông hủi mày đi lỡ gì. Mẹ làm chết. Bán như mà chạy hết như mà. Tao cũng buồn. Nào tắm cái. Nào tập phone. Mẹ không có gì. Lên tới bật liền. Không có nên bệnh rồi. Bật nữa. Ủa đây, ông cố. Hôm qua thì cứ bán cá rồi. Thôi khỏi đâu. Một cái lời nói mày hết giá trị à. Nhớ này qua đem cho thằng con nhớ thằng cậu. Thằng con cho nó cháu. Nhưng mà mày hứa mày lên bún trên này. Bún. Mày em nó cháu bún thì chuyện tao không biết rồi. Ảnh đụng nó thấy cá chuyện quản. Tao giỡn cái tao khúc nữa. Lấy xe ra cho tao giỡn cái xe nhỏ nhỏ nè. Chơi với ảnh chút rồi đầu ảnh. Về. Tao về chứ quên. Này vô giao hàng cái đồ má vô lộn người ta hết trơn. Đúng không? Đúng. Chị anh Tám đứng 6 gì mà bệnh viện tâm thần chia ra 3 lớp đó. Dạ tôi hỏi ông nè. Ông mà không biết đỉnh thằng tôi mới sợ nè. Ở trong bệnh viện nhiệt đới á, bệnh viện tâm thần á, ông Lâm á. Nè nó phân mày là có nằm bà tôi kể ông nghe mẫu chuyện nè. Mày có nằm chống rồi mày biết, tao chưa nằm chống tao chưa biết. Mày nằm chống rồi mày biết, tao chưa nằm chưa biết. Thì tôi ở cổng là tôi ra đó ông nội. Rồi rồi. Rồi rồi. Cái. Rồi cái hồi chiều hồi về uống thuốc chưa? Chưa uống à? Chưa. Thì bây giờ tôi mới kể không nghe nè. Chưa uống tôi mới kể không nghe. Ở trong bệnh viện thằng là nó là một trệt là hai lầu. Phân làm đứa nào tỉnh thì cho đứa nó làm là tổ trưởng đầu cái bác sĩ lại nha lấy cái mà tai nghe không phải mới đầu lấy cái đầu mà khám cái bóp đầu cái áp đó bóp đầu dùng thuốc hỏi cái này là cái gì nói chưa ô cái này cái gì đó cái iPhone cái gì vậy coi thằng này nó cười khà khà nó cái đó là cái đau huyết áp mày nữa đúng cho mình làm
tổ trưởng đâu lên đường 2. Trời nắng chang chang quá không sang hồ bơi. Ai ngồi xe lên kìa. Gặp là kìa, bà Nguyên là bác sĩ là à. Mới là hỏi tôi kể không nghe. Không biết. Bà Nguyên đồ trắng à. Cái mà lại phải không? Đấy đâu. Trời nắng chang chang. Kêu mấy mấy khổng xuống bơi nè. Bơi mà không có nước, hồ của nước hồ bơi của nước. Thằng này xuống nè. Bơi nè. Bơi. Bơi nè. Bơi nè ha. Thằng này đứng chứ hoài, nó ngồi nó cười hoài. Kha kha. Bác sĩ hỏi tới này nó tỉnh ha. Đúng không? Ủa, là tại sao mày không xuống bơi? Nó trả lời câu ngơ ngác. Ngu, không biết lội xuống. Chết học cái gì? Đúng không? Nè, thằng này giao được. Lên lầu 3. Đủ má ba cái thầy thầy của thằng không hề em nữa. Không hề. Không hề gì? Rồi cái nữa. Tôi hỏi ông vậy chứ. Cái cục gì mà đi gắn đôi tay là nghe nhạc. Ông biết không? Ông biết không? Không. Ông lại không biết mấy vậy. Mấy giờ tao đâu ở chỗ là tao biết. Ngay chỗ người Mỹ bây giờ mới biết. Vậy ha, vậy không biết ta. Biết đâu. Anh là làm cái tay coi. Đồ khùng. Khùng. Làm cái tay coi. Không tay coi. Mày vừa uống thuốc à. Mày vừa uống thuốc. Thuốc còn không? Hả? Thuốc giống còn. Em bắt đầu tắt đèn rảnh là tôi không? Xuống như này bơi nè. Thôi thuốc. Tắt đèn nè, tôi không xuống dưới bơi. Thôi thuốc mày còn. Còn nước hút. Thuốc uống nè. Uống hả? Hết lâu rồi. Lâu năm mà mày giấu. Cái lẫn đi chết rồi. Ê, bác sĩ nói tôi không có khủng nè. Nó mày man đâu à? Tào lao, nó man, nó bác sĩ nói tôi bị bệnh là tâm thần. Ừ. Tôi đâu có bị khủng đâu. Bác sĩ me kìa, bác sĩ me xuống nè. Tám leo cây hay lắm. Ông leo mới hay á. Đúng là cho ông leo cây vậy. Ông leo mới hay. Cho anh đứng leo cây luôn à? Từ từ. Ông ơi, ông leo cây được đứng. Thì ông leo bản cho mẹ đây. Đó. Ông leo hay đó. Ông leo đi. Bây giờ giống như bữa hổm vậy đó. Thầy cơ nhưng mà hát thích cho anh hài vậy đó. Giờ chọc cười, hai người chọc cười thử đi. Đánh tao thì cảm hứng. Chứ không ngồi. Mày uống nữa, không cho mày uống nữa. Kỳ á. Ừ. Sao mày khùng, mày biết chứ mùng bị che chiếu. Biết ăn hủ tiếu, mày nói chuyện tình yêu. Mày khùng hả? À? Lẽ không biết ăn, không ăn chết rồi vậy khùng. Đúng không? Gấp hết mẹ đi. Mắc cỡ gì nè. Tóm tôi là Kim Tốn. Kim Tốn rồi. Một con Kim Tốn mà bằng 4 cái thành công. Tôi với Kim Tốn chứ không phải thành công hết. Trời, nó chuyện thành công luôn vậy không? Ăn hết. Cái này ông luôn. Mắc cỡ. Trời ơi, trời Tám ơi, Tám. Thôi biết. Thôi hiểu rồi. Đủ má để tao sanh trước, đẻ trước mày. Bộ gì vẻ, coi cái đây. Đóng hết mẹ. Bây giờ tối ông nè. Tối ông vậy? Bây giờ đi. Đi đi, hộp đó nè. Đủ má mày thấp tao rồi. Bà nói con nói rằng bà già tôi chứ lạnh cái mũi hoài luôn. Đồ đó tao hoài. Cái ý bắt lỡ thì phải rồi. Đúng không? Sô ghi. Sô ghi là ăn sô ghi à? Ờ, ăn sô ghi chấm muối. Anh đâu có sô ghi không? Ờ. Đúng không? Ok. Sơn mình. Bữa ổn làm, tao còn mình hoài lắm. Đặng á, tao với ông ba nhìn, tao nhìn ông ba cái lạ là coi. Đặng với nó coi, nó đá mạch cái lạ là coi luôn anh tao à. Coi luôn á. Trời, gì vậy kìa. Ông ba, ổn dẫn không? Bỏ đi anh. Ông hai đi. Bởi ông Út đi công chuyện. Kể mày ông đi công chuyện nha. Đó là hỏi, ủa, ông đẹp nó không làm. Ông hai của họ quá, đâu quá. Nó đi Đà Lạt, nó đi đóm. Ông ba mới nói với ông hai á là ổng đi, nó đi Đà Lạt, nó đi đám cưới à. Theo đây chở nó ngồi nổi. Tôi là ông đi bằng là máy bay. Máy bay đi, má ơi, tiếng tiếng ngoài tới à. Chứ xe ngồi cho nổi, tao đổ quá mất rồi đi. Ông hai không quăng ông kia. Ông ba không quăng ông kia. Ông Dũng không quăng ông kia. Tao ngồi Văn nó biết luôn lại. Tao vừa lao gạch mà thấy nó cười. Mày kể ống mà kể biết sao. Cười ra nó mắt luôn á. Ổng mà làm giám khảo hết thức trên hài được. Là đủ mà không ai có giải. Là vì mày vừa mày cái chị vừa khóc vậy tao.
cười ra nước mắt mà. Cười ra mắt hả? Cười ra nước mắt khóc đâu nè, khóc đâu. Anh đã nói trước rồi, cười ra nước mắt, ai cũng nghe hết. Cười đi. Cười đó, cười. Mấy thằng khùng, nổi. Khùng, tự nhiên, khùng. Một mình vừa lau gạch mà một mình tao là tao cười luôn à. Ông ở trên vàng tao dưới. Vậy chứ sao cười dơ với ông té luôn anh. Dê nè. Nó không làm mày cười được chứ tôi. Đó, con dê là phải cái gì đó. Mặt nghiêm túc ngươi vậy thôi. Đủ má. Cười dê chấm mày bán nước à. Là cười dê mà. Cười đẻo cười dê như này. Còn gọi thích cười không? Thích cười đó nè. Thích cười đẻo không? Mày muốn bao nhiêu giọng cười? Cười không dê giống nghe. Cười cho nghe. Vì em cười lắm. Tôi là thầy sàn độc. Độc nhất. Vô nhị. Độc như vậy hả? Nhưng mà về trên thế gian chỉ có một mày thôi. Đúng. Đúng có thể độc nhất con nhị có mình thôi. Khùng người ta mới làm vậy. Tôi đâu khùng đâu. Tôi bị bệnh là tâm thần mà bác sĩ nói. Tôi đâu khùng. Lấy tờ. Không, chơi tao bị tao dẫn đi mấy hai mà tao đếm 11 có đếm đâu được đâu. Chưa. Các bạn đếm 1 3 1 có đừng nhảy vô 3 2 7 à 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đó phải đếm mới đếm cho rõ là quan chỉ từng ngón đếm đâu được vậy đếm nhảy mày 1 bắt đầu là tới 3 1 sau 3 được 1 tới 2 tôi đếm được nè ổng đếm được. Đếm ngồi cặt ba mày. Thôi em đưa cái điều vậy. Đúng không? Mày cái tên đâu? Tên hả? Tên đâu không hả? Tên. Ê, nói nghe chút điện chuyện làm ăn lớn, lấy tôi không? Thôi khỏi rồi. Lấy mày sẽ sợ mình chết luôn. Sao tôi không sợ không? Không sợ tôi không sợ không? Thấy mày sợ con chết rồi Tám à? Sợ gì? Mấy đâu sợ? Này bao nhiêu không? Hả? Mày đếm thôi. Từ từ đếm nha. 1 2 3 4 5 Đó đó. Từ 38 5 ngón. Bao nhiêu ngón? 5 ngón. Năm ngón. Trong đây sao? Mày bây giờ thôi mày chắc năm ngón không? Dữ phải không? Chắc không? Ừ. Này dữ gì mặt mày được rồi. Đó, mặt tôi là tới 6 lần. Bởi vì nhiều ngón? Thì năm. Em kỹ rồi. Thì vô mặt tôi là 6. Là 6 mặt đó là sạch máu á, sạch máu bụi á. Nó đâu biết luôn. Nó ra tới mười mấy nè. Sao rồi năm? Đã ngón chứ không phải là cái chỉ. Dạ mày. Không phải là cái lóng. Mày giờ ơi. Ờ. Biến. Nhiều. Rồi, biến. Tôi khùng. Đủ má khùng, khùng bà gấu. Hồi nãy mình đi mua đi với thằng Nhớ. Mượn 900 ngàn nữa đi theo Nhớ mà. Anh ra đi theo tao. Đủ má khùng bà gấu. Cần câu đó, già bớt tôi về quê rồi tôi đâu cấm đâu. Ông ở trên này cấm mà. Ai cho mày cấm? Lợi dính cá cho nó nhậu không? Thứ 6? Dạ. Dính cá cho nó nhậu chung không? Không à. Điếu. À, điếu vậy? Dạ. Yeah. Mày hứa mày về rồi mày nói đem cá lên. Rồi thì không đem thì anh là ngày này năm sau đem lên. Ngày này năm sau là ngày giỗ của mày. Ngày năm sau đem lên. Thì đâu? Không sao khó khăn quá. Khó vậy sau này chết. Ừ, cháu không ai để tan cho ông đâu. Giờ ông đâu có vợ, đâu có con đâu. Đâu sợ để tan. Quán chiếu vừa bỏ xong rồi. Cái ly phải cái vú cầm quầy. Cái vú thôi. Hồi nãy nguồn như còn ngồi đây ta không có nói bậy thôi. Cái ly phải cái vú. Uống, tự tự uống làm chứ. Bữa nay ta hạ cho mày, hạ cho mày đi như nè.
đi đâu đi Bình Dương bán nước tương luôn hả? Cái đông nó hoài. Không má bán mua kẹo kéo người ta kéo họ bảo tôi đâu mua bảo chung kéo nhóc nguyên nóng rồi. Tôi đâu mua đâu. Mà quên nữa ta. À, xấu xị nè, thích coi hài mà mấy coi hài không có cười mà thích coi hài. Tổng cá đi coi. À câu cá không nè. Đam mê gì cá? Đúng không? Tôi không có đam mê. Tôi đam mê gì cá không? Nhưng mà mày không đam mê gì cá nhưng mà mai mốt người ta nói mày một tiếng mà. Tiếng này tiếng thứ hai nè. Chắc khuya 1-2 giờ đừng mở ba cái clip mày lên nha. Đủ má nó mở cho tao không ngủ được. Tao nói chuyện clip này đó. Clip người ta đăng lên người ta đam mê người ta coi thử tao rút kinh nghiệm sẽ làm ăn của người ta. Mày cái 1-2 giờ mày coi làm gì? Mày có tôn trọng cho người ta không? Là tôn trọng ai? Mày nó vớt mày cái nè. Nhậu nè Huy. Cha nhậu anh. Ờ anh Huy. Chưa nè. Nhậu đơn sơ giản dị chứ không ngồi gì nghe. Dạ. Đâu quá câu cá không có. Má nghe em rô rồi biết rồi. Nè. Ừ. Chứ qua chứ. Rồi em Huy. Kéo cái miếng nó xéo ngang chút. Nè chứ đừng ngồi được rồi nè. Nó bởi bởi ngồi rồi không. Rồi nè. Nó ông ngồi chỗ đó đó. Ngốc bệnh á. Ờ ngồi góc này hay là ngồi góc kia. Nè. Rồi Huy. Cái này là một người nữa. Cái này ngồi được người. Rồi sẵn không em? Ừ. Nhậu đủ có camera nó quay kìa. Thằng tắm lộn thì nó lao mày tắm lộn nó chạy như mày đó. Tắm gà. Quên rồi tắm gà. Là tắm gà. Thì danh bây giờ là đổi tên là tắm gà. Tắm gà. Rồi chạy. Đi hút ra bà tắm lại. Tắm gà chứ. Đổi tên này là tắm gà. Gà. Cua. Má câu gà này là gà khác nha. Gà quang. Mày con gà mấy dầu? Gà quang, gà móng đỏ ha. Không phải gà móng đỏ à? Không phải. Có ông này. Đó. Không phải gà móng đỏ. Gà này gà khác. Gọi là gà. Nãy có nói rồi. Gà hoang. Sao biết nó quang? Không có người nuôi thì gọi là gà hoang, đúng không? Cua đá. Cua cá cá. Mồi bé không à? Ừ. Không, mồi bé không ăn đâu. Má ăn vô cắt ngàn cái mồi hiếm á phải không? Dạ. Bé mồi hiếm á. Mồi bé là mồi lưỡi lam á. Mồi bé là lưỡi lam á, ăn vô rồi má gần cổ á. Đức à? Nghe. Đức à? Mày mới nghỉ á. Về. Yeah. Giọt đơn rồi. Đây nè, ở đây về đi mua gần dạ. Câu nè. Đi mua gần câu rồi đi câu cá. Kìa, con câu rồi. Kìa nó quay phim nữa kìa. Dính được con rùa. Bắt được con rùa đã ra. Rùa không? Đó. Ở dưới này nè. Vô tình nó thấy rồi đâu. Kìa chụp. Ăn Huy. Ở đây nó thấy á, tao tính là con cua. Ở đây tao tính là con cua, mà con cua nó không có làm mạnh vậy. Ừ con cua nó lên tim á, nó con miệng nó lên tim á. Rồi chú con chỉ gì chú giờ đây. Chỉ nguyên cây chụp bá luôn. Hả? Ôi, ngủ không biết ra làm lùm. Giờ chậu bê, muốn câu rồi. Ừ, mai hết á. Ai dăng lưới này không? Ai dăng? Nó dăng. Ồ, nó đầu chụp đây được nè. Mấy cái cửa ướt ướt rồi nè. Nè, cắm mẹ đi. Bỏ ra đâu thấy mấy cây cầm đâu, bây giờ nó cầm, nó dập con súng rồi đó. Đây cây nè, bên kia.